Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors. Kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Thì hôm nay Khoa đang có mặt ở bên trong tòa nhà ở 303, khách đang ký gửi cho thuê căn hộ căn gốc 2 phòng ngủ cộng 2 nhà vệ sinh. Có diện tích là 69,5 m². Thì đây là căn gốc thuộc tòa nhà ở 303. Thì căn này sẽ cho thuê là khu nội thất nha các anh chị. Các anh chị nào mà có nhu cầu ký gửi cho thuê hay là tìm thuê mua bất động sản Vinhomes Phan Rang quận 9, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Thì bây giờ Khoa sẽ thực tế cho các anh chị và các bạn căn hộ này nha. Chúng ta cùng vào bên trong để tìm hiểu. Thì đây là cái hệ thống chuông. Chúng ta có thể nhìn từ bên ngoài ra khi mà các anh chị bấm có người thân muốn tìm, muốn gặp. Đây là bên trong của căn hộ này các anh chị. Đây là cái phong màu, cái tông màu chủ đạo là tông màu trắng. Thì chủ nhà rất là thích những cái màu trắng sang trọng như thế này. Thì các anh chị nhìn thấy là cái bếp nè. Cái bếp làm, cái bếp này rất là mắc tiền. Các anh chị nhìn thấy cái đá nha. Đó. Nè, các anh chị nhìn thấy cái bề dày của cái đá ở phía trên nè. Đây. Đây là cái không gian bếp nè các anh chị. Đây chúng ta có những cái tủ. Thì bộ bếp thì bếp từ. Đây bếp từ là khá là mắc tiền và cái hệ thống. Đây hút mùi. Và trang thiết bị rửa. Đây các anh chị là cái bồn rửa nè. Cái giò này là cũng tốn thêm 1,5 triệu nữa các anh chị. Cái hiệu quả của nó là khi mà chúng ta rửa sẽ không bị văng nước ra ngoài và sẽ nước chảy theo cái ý muốn của chúng mình. Có về cái đây cái nút là sẽ là nhanh hoặc là chậm. Đây là rất là hiện đại của cái hệ thống này. Ngoài ra chúng ta có thể lắp thêm cái kệ rửa, cái kệ phơi chén đũa ở đây. Ở đây sẽ có cái kệ phơi chén đũa và ở dưới là có cái tấm ngăn nước chảy xuống. Ở bên dưới chúng ta có những cái hộp tủ để đồ. Đây. Và đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ để cái lò vi sóng ở đây. Làm sẵn ở đây chủ nhà. Thì khi mà chúng ta rửa chén ở đây các anh chị, chúng ta sẽ phơi cái này và được có thể là đưa lên bên trên. Còn việc mà cái đồ ăn, cái bếp thì vừa có nấu xong ở đây, chúng ta sẽ để đồ ăn qua bên đây. Và ngoài ra ở đây là sẽ có một cái bàn. Cái bàn ở đây chúng ta sẽ là bàn ăn của mình. Và khi mà chúng ta bưng đồ ăn ở đây sẽ bưng trực tiếp qua cái bàn ở đây. Và chúng ta ngồi ăn và ngắm cảnh về phía này. Và có thể là chúng ta sẽ có một cái hệ thống có cái tivi ở đây. Và ngồi đây ăn chúng ta ngắm về tivi từ hướng này. Và ngắm về hướng ban công. Đó là cái hiệu quả mà của cái bếp ở đây chúng ta mang lại. Thì căn hộ chúng ta là 2 phòng ngủ cộng 2 nhà vệ sinh. Thì có 3 máy lạnh. Và đây là cái view. View này là view hướng nắng sáng nha các anh chị. Là sẽ không bị nắng chiều, không bị nóng nha. Đây chúng ta nhìn qua bên trong lại. Thì bây giờ chúng ta ra cái ban công nha các anh chị. Đặc biệt là cái view. Cái view là tuyệt vời ở đây nè các anh chị. View nhìn thấy khu Manhattan. Manhattan Gallery. Và chúng ta có thể nhìn thấy được bên S5 của Rainbow. Và đây là cái khu đang xây dựng origami, đang có những cái rổ hàng riêng. Thì các anh chị nào đang quan tâm về căn hộ origami, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại 0979676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Thì chuẩn bị sẽ mở bán những căn view nội khu hồ cá coi nha các anh chị. Quay trở lại căn hộ của chúng ta, đây là view về hướng Manhattan Gallery và sông Tắc. Thì sẽ có tòa nhà biểu tượng của Vinhomes ở đây, Vingroup, tòa nhà 45 tầng. Đây về
Và căn hộ nội thất của chúng ta có hộ salon. Salon nằm ngay ở khu vực mà phòng ngủ cộng view trực tiếp ra phía bên ngoài. Mời các anh chị qua về cái phía không gian cộng, thì là cái khu vực mà chúng ta thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc. Có bộ salon. Salon này mới, tất cả đều rất là mới đây anh chị. Và chúng ta ngồi đây chúng ta xem được tivi và ngắm trực tiếp về cái phía bên ngoài, đó là cái phía về công viên ánh sáng nhà phố Manhattan và Manhattan Glory. Đây chúng ta xem một phòng, cái phòng khách của mình. Thì dự kiến là chủ nhà sẽ đặt những cái chậu hoa, hai chậu cây kiển ở đây. Ngay cái góc này sẽ đặt một cái chậu kiển đứng. Ở đây sẽ có một cái chậu kiển. Và trong cái góc này thì sẽ có một cái chậu kiển ở đây nữa, sẽ làm cái không gian chúng ta sẽ thêm xanh tươi của khu vực căn hộ, không chỉ để ở mà sẽ là để cái nơi mà chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc. Thì ngay cái phòng khách của chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh chung. Đây là nhà vệ sinh chung các anh chị. Trang thiết bị Toto và có phòng tắm đứng. Giờ chúng ta qua phòng ngủ. Thì phía trước đó chính là cái lô gia, chúng ta sẽ phơi đồ ở đây. Bên tay trái là phòng ngủ nhỏ. Thì phòng ngủ nhỏ đã bao gồm những cái giường như thế này luôn. Và đặc biệt là phông màu trắng. Từ trên xuống dưới chúng ta có để đồ, tủ, quần áo, giường. Giường sẽ lắp nệm thêm nếu mà các anh chị nào mà ký hợp đồng thuê. Và ngay cái phòng ngủ thì lấy ra hướng bên ngoài về ban đêm rất là đẹp nè các anh chị. Nhìn về phía công trường đang xây dựng ban đêm mà sáng rực đèn luôn. Và phía này là sẽ là công viên ánh sáng. Chúng ta sẽ thấy được công viên ánh sáng tầm khoảng 1 năm. Sau này sẽ bên đây là mastery sẽ bị trắng. Nhưng mà khu bên này chúng ta sẽ không bị trắng. Trong phòng ngủ sẽ có máy lạnh. Tất cả phòng ngủ có máy lạnh. Đây các anh chị thấy là chúng ta đã có chủ nhà đã lắp cái dàn phơi đồ thông minh ở đây. Ở khu vực này chúng ta sẽ để máy giặt ở đây nha. Khu vực lô gia này cũng khá là thoáng các anh chị, thoáng mát. Thì mình có phơi đồ ở phía bên trên được, ngoài ra chúng ta cũng có thể tận dụng ở đây chúng ta phơi đồ luôn. Và đối diện là phòng master. Tất cả các phòng đều có trang thiết bị như thế này. Và phòng master của chúng ta sẽ view về phía sông Tắc. Đây, chúng ta ngủ view về phía sông Tắc nha. Và về phía Manhattan Glory. Về phía bên dưới, đường Nguyễn Xiển, Phước Thiện. Đường Nguyễn Xiển, Long Phước. Đường Nguyễn Xiển, Long Phước là trục chính của khu Rainbow, như các anh chị sẽ chạy thẳng vô phía công viên và phía Manhattan Glory luôn. Chúng ta sau này sẽ có một trung tâm thương mại ở phía bên đây, là đất trung tâm thương mại. Và phòng ngủ master cũng có hệ thống tủ như thế này. Và phòng master sẽ có nhà vệ sinh ở bên trong phòng master. Thì đây là trang thiết bị nhà vệ sinh của phòng master. Thì phòng master cũng có máy lạnh ở bên trong, smart inverter LG. Khu vực phòng ngủ của mình á, đây là cái phòng ngủ master. Thì các anh chị thấy là phòng ngủ master có nhà vệ sinh ở bên trong và có máy lạnh luôn. Chỉ là cái không gian mà để đồ, cái tủ để đồ này nó là chủ nhà khá là cầu kỳ cho cái việc lắp đặt này nha các anh chị. Và trang thiết bị tốt, mình đánh giá là rất là tốt. Đây, thì chủ nhà có nói là
họ không thích những cái cửa lùa, thì cửa lùa sẽ làm mà sẽ rất là dễ hư hỏng. Và cửa lùa thì chúng ta chỉ mở được có một bên thôi, lùa từ bên đây qua bên đây thì cái không gian mà để đồ sẽ bị hạn hẹp thôi, chỉ là một khu này. Còn khi mà mở những cánh cửa hết như thế này, chúng ta có thể dễ dàng để đồ. Đây là Khoa sẽ chi tiết cho các anh chị ha. Ở bên trên thì chúng ta sẽ để những cái vali của mình nè. Đó. Bên dưới để tủ quần áo, xếp đồ. Các anh chị nhìn mà cái khu vực mà cái tủ á, thì các anh chị sẽ thấy được chủ nhà rất là cầu kỳ trong cái những từng chi tiết, những cái tủ của mình. Các anh chị thấy không? Trên cái bề tủ Khoa rất là thích cái màu này và những cái thiết kế này, như thiết kế của cái căn hộ này luôn nha các anh chị. Rất là nhiều tủ mà cho chúng ta để đồ. Thậm chí chủ nhà làm với cái tư thế là một cái căn hộ của chính mình, các căn hộ để ở, nên những chi tiết được chi ly rất là tốt. Ngoài ra những cái phụ phận mà đá bếp cũng vậy nữa các anh chị. Thì cái không gian, cái giường được bố trí khá là hợp lý ở đây. Thì có cái khoảng không này cũng khá là rộng nè, chúng ta có thể để được cái bàn có thể là cái bàn ngồi làm việc ở đây nhỏ, hoặc là một cái bàn trang điểm vừa đủ cho chúng ta luôn, không có chật chội. Đây, còn cái khu vực mà để đồ nè, chúng ta đi ra có thể để một cái tủ đầu giường ở đây được nè các anh chị. Bây giờ Khoa quay trở lại ra phòng khách nha các anh chị. Đây là phòng khách của mình, quay trở lại. Thì các anh chị nào có nhu cầu ký gửi cho thuê, chuyển nhượng Vinhome Grandpark, Origami, Rainbow, hay là đang tìm mua các căn hộ nhà phố ở đây, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Nếu các anh chị thấy kênh YouTube Phạm Văn Khoa Realtor hữu ích cho mình, vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để nhận được các video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.